Cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đến chiều ngày 16 tháng 10, tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14,5 đến 15,5 độ Vĩ Bắc và 110,5 đến 111,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa. Các đài dự báo khí tượng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhận định áp thấp này di chuyển khá chậm, chỉ 5 km/h, có xu hướng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới khi di chuyển theo hướng Tây Bắc, lướt dọc vùng biển ngoài khơi Trung Bộ. Do tác động trực tiếp của áp thấp nhiệt đới, khu vực Trung Trung Bộ sẽ có mưa to trở lại do lượng mây từ Biển Đông đưa vào đất liền. Ngày 17 tháng 10, từ Quảng Trị đến Quảng Nam, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Ngãi, Nghệ An đến Quảng Trị có mưa to đến rất to. Tuy nhiên, tình trạng mưa lớn từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có xu hướng giảm dần từ chiều ngày 18 tháng 10. Trong khi đó, chiều ngày 17 tháng 10, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ có thể mưa với lượng 30 đến 60 mm, có nơi trên 100 mm.